Chúng ta học bài nhé con. Vâng ạ. Hôm nay chúng ta học cái bài vận dụng tính chất chia hết tổng hợp gồm có là những dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay là cái phần lũy thừa. Phần thứ nhất là thầy giáo sẽ tóm tắt lại lý thuyết cho các con nghe. Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó, đây là ví dụ này. A chia hết cho M, B chia hết cho M thì tổng đó chia hết cho M, đúng không con? Tiếp theo chúng ta nhìn vào công thức đây này. A không chia hết cho M, B lại chia hết cho M thì tổng đó sẽ làm sao ạ? Không chia hết Chia cho cho M và mở. không. Vâng, nó tương tự như hiệu nhé con. Nó tương tự như hiệu nhé. Đấy. Đấy, chúng ta chỉ chú ý này, nó tương tự như hiệu này. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đến với phần bài tập vận dụng. Bài tập và các dạng toán, chúng ta sẽ đến với dạng 1. Xét tính chiết của một tổng hoặc hiệu. Để về phương pháp giải là để xét tính chiết của một tổng hay hiệu, ta thường làm như sau. Bước 1 này, ta xét xem mỗi số hạng của tổng hay hiệu có chiết cho số đó hay không, đúng không? Sau đó mình áp dụng tính chất chia hết của một tổng hay hiệu để xét. Lưu ý trường hợp của tổng hoặc hiệu có nhiều hơn một số hạng không chia hết, chúng ta lưu ý nhá. Chúng ta công thức của nó chỉ có một số thôi, còn nếu có nhiều hơn một số hạng không chia hết đấy, thì chúng ta phải cẩn thận ạ. Cho M thì ta xét tổng hiệu các số hạng đó có chia cho M hay không. Thì các con của thầy, chúng ta sẽ hướng đến phần 1A. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng hoặc hiệu sau có chia cho 8 hay không. Đây là một bài tập khá là đơn giản, đúng không? Người ta hỏi rằng là áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng hoặc hiệu sau có chia cho 8 không. Các con nhận thấy số 25 có chia cho 8 không? Không, đúng không? Số 24 chia hết cho 8 chứng tỏ tổng này sẽ làm sao? Không chia hết cho 8. Rất đơn giản, phần A. Vì 25 không chia cho 8. Và 24 thì lại làm sao ạ? Chia hết cho 8, từ đó suy ra tổng 25 cộng với 24 sẽ làm sao ạ? Không chia hết cho 8. Rất nhanh. Tiếp theo 48 và 40 ạ, chúng ta cũng làm tương tự. Thì 48 chia hết cho 8 và 40 thì chia hết cho 8. Từ đó chúng ta suy ra hiệu 48 trừ 40 sẽ làm sao con? Chia hết cho 8, đúng không? Ý tiếp theo nữa là gì? À, 4, 6, 24 và 14 à. Đây, 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 đây là cái chìa khóa này, cái bẫy này. 4, 6 không chia cho 8 này. 20, 14 cũng lại không chia cho 8. Nó có nhiều hơn một số không chia cho 8 nên mình phải xét nhé con nhé. Đúng không? Đấy, cho nên ở đây, cho nên ở đây. Chúng ta nhìn thấy này, vì 46 không chia cho 8 và 14 sẽ làm sao ạ? Cũng không chia cho 8. Cho nên thầy trò chúng ta sẽ phải xét cái hiệu, đúng không? 46 cộng 24 trừ 14 nó bằng bao nhiêu con? Bằng bao nhiêu ạ? Bằng năm mấy ạ? 56. Cái hiệu cái dãy phát tính này bằng 56 46 chia như cho 8 thế. kìa. Dạ. 46 như thế. Ừ, thầy ghi 46 mà con. Thầy Ghi ghi 56 rồi ạ. 56. Kết quả. Không, Kết 46 cộng quả. 24 trừ 16. Con ơi, 46 cộng 24 trừ 14 nữa thì có bằng 56 không? Đúng không nào? À vâng.
Đúng, 56 có chia 8 không? Từ đó chúng ta sẽ suy ra 46 cộng 24 trừ 14 chia hết cho 8. Các con lưu ý nhá, nếu một tổng hoặc hiệu có hai số không chia hết thì các con phải kiểm tra cái tổng hiệu đó nhá. Có một cách khác chấp hơn cả nước cấp như thế này, thầy giáo sẽ dạy các con để phần mở rộng nâng cao nhé, cách khác nâng cao. Các con nhận thấy là vì 46 chia cho 8 thì dư mấy con? Dư 6. Dư. Ok. Tiếp. Và 14 chia cho 8 thì dư mấy? Dư 6 ạ. 6 ạ. Tốt. Chấm phẩy nữa. Tiếp theo 24 chia cho 8 dư mấy? Dư 0. Dư ạ. Dư 0 ạ. Rồi, tốt rồi nha. Con nhìn này, từ đó thầy suy ra 46 cộng 24 trừ 14 phải chia cho 8 không? Phải. Con nhìn này, con nhìn này, thầy dạy các con này nhá. 46 chia 8 dư 6 không? Lại 24 chia 8 dư 0, 14 chia 8 dư 6. Thì có phải hai cái này trừ đi nó hết số dư không? Có. Đấy, đây đây đây, cái chìa khóa nằm ở đây. Đấy, số dư lại trừ đi dư là gì ạ? Là hết. Không. Quá chuẩn luôn. Số dư lại trừ đi số dư là hết. Hết dư đúng không? Thế thầy, cái cách này là thầy tự nghĩ ra. Ừ, đúng rồi, đương nhiên. Thế nó mới đẳng cấp. Dư trừ dư là hết chưa? Rồi hết ạ. Dư chưa? Đấy. Rồi. Thế nó mới đẳng cấp, đúng không? Thầy đẳng cấp thật đấy. Thầy bình thường thôi. Anh em sang phần B nhá. Mua thầy viết khác. Vâng ạ. Thầy cho chúng ta sẽ đến với phần B nhá. 32 chia cho 8, 24 chia cho 8, đương nhiên hiệu này chia cho 8 chưa? Rất là nhanh đúng không? Vì 32 chia hết cho 8 và 24 cũng chia hết cho 8. Từ đó thầy trò chúng ta sẽ suy ra 32 trừ 24 sẽ chia hết cho 8 xong. Tiếp theo vì 80 chia hết cho 8 và 15 không chia hết cho 8 suy ra. Quá chuẩn. Suy ra hiệu đó sẽ làm sao? Không chia hết cho 8 ạ. Quá chính xác. Phần cuối cùng, thằng 80 chia hết này. Thằng 36 không chia hết này. Thằng 6 không chia hết, thì mình xét cái tổng này đi, đúng không? Vì 36 cộng với 6 thì bằng bao nhiêu con nhỉ? 12 ạ. Có chia cho 8 không? Có. Không ạ. Không chia hết. 12 chia hết. 12 chia hết. 12 mà thầy. 8 nhân bao nhiêu ra 42? 72 chia hết. Dư 2 ạ. Ông thầy đang hỏi là 36 cộng 6 làm sao chia cho 8 được con? Các con cứ giả vờ thầy. Không chia hết. Đúng không? Dư 2 ạ. Vâng, và
80 thì chia hết cho mấy ạ? Cho 8, từ đó chúng ta suy ra cái tổng 80 cộng 36 cộng 6 có chia cho 8 không? Không ạ. Không ạ. Không chia cho 8, chính xác. Các con đã hiểu bài chưa? Rồi ạ. À, thế thì thầy giáo sẽ giới thiệu với các con một cách khác nhé. Cách khác như này. Ba mươi sáu chia cho tám thì dư mấy con? 36 chia 8 dư mấy ạ? Dư 4 ạ. Dư 4 và 6 chia 8 dư mấy? Dư 6. Dư 6. Đúng không? Từ đó suy ra 36 cộng với 6 không chia cho 8. Cho 8 sẽ dư bằng cái phép tính là 10. 10. 4 cộng 6 là 10 không? Chia 8 dư mấy con? Dư 2 ạ. Đấy, từ đó mà 80 thì chia hết cho 8, từ đó suy ra 80 cộng 36 cộng 6 sẽ không chia hết cho gì? Không chia cho 8. Mà mình biết chắc chắn là cái tổng đấy chia cho 8 sẽ dư mấy con nhỉ? Dư mấy con? Cái tổng này chia cho 8 thì dư 2 rồi. Thế 80 thì chia cho 8 là dư 0 rồi. Như vậy tổng này sẽ chia cho 8 dư mấy? Dư 2. Chính xác, chúng ta có thể tìm được số dư đấy. Đấy là cái phần nâng cao thầy muốn dạy cho các con. Suy ra cái tổng này này. 80 cộng 36 cộng 6 chia cho 8 sẽ dư 2. Đấy là cái chất của nó đấy. Chất của thầy. Rồi em chép cái này vào cũng được ạ thầy. Ui, cái này nó học nâng cao đấy. Gửi ghi. Đúng rồi. Không phải là chạy ép chép sách chép đâu. Chúng ta sẽ tìm số dư của một phép chia trong một nốt nhạc, đúng không? Cái phần này là thầy mở rộng cho các con, đúng không? Con ơi, bài 1B về nhà làm nhá. 1B về nhà làm ạ. Chúng ta sẽ đến với dạng số 2 này. Các con nghe rõ thấy chưa? Rồi ạ. Chúng ta đến với dạng thứ 2 này. Tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu sau chia hết. Là mình dựa vào dấu hiệu chia hết nhá. Bước 1 này. Xét xem các số hạng đã biết hoặc tổng hiệu của các số hạng đã biết có chia hết cho số đó hay không. Bước 2. Vận dụng tính chất chia hết của tổng hiệu để tìm điều kiện của số hạng chưa biết. Bài 2A. Làm trong một nốt nhạc xong. Như vậy là dựa vào kiến thức thì cái bài 2A chúng ta nhận thấy này. Người ta bảo là tìm x để a chia cho 3. Con nhìn cho thầy, số 12 có chia cho 3 không? Có. Tốt. 15 có chia cho 3 không? Có. Thế thì để a chia cho 3 thì x có phải chia cho 3 hay không? Có. Xong rồi. Có. Thế thôi. Đấy. Đúng không? Chúng ta sẽ làm rất nhanh ạ. Bài làm. Vì 12 chia cho 3 và 15 cũng chia cho mấy ạ? Cho 3. Do đó để a chia hết cho 3 khi x chia hết cho mấy ạ? Cho 3 xong.
mà x mà chia cho 3. Thế thì vậy x là những cái số nào con nhỉ? Thầy 18. Các con, à, vậy x là những số nào con? X là 3, 9, 0, 3, 6, 9. Đấy, mình biết tổng quát là 3, 0, 3, 6, 9 này. Con ơi, x bằng 3 lần k với làm sao con nhỉ? K thuộc tập hợp số tự nhiên. Số tự nhiên. Chưa? Vâng. Chuẩn chưa? Dạ, rồi ạ. À. Đấy, viết cho 3 là 3 lần k. Tiếp theo này. Tương tự như vậy thì để A không chia cho 3 đúng không con? Để A không chia 3 quá đơn giản, chúng ta sẽ, nó chỉ phụ thuộc vào x thôi. À, vì này, 13 thì 12 đúng không? Thì chia hết cho 3. Và 15 thì cũng chia cho 3. Do đó, để A không chia cho 3. Khi nào? Khi x không chia cho 3. Chính xác. Như vậy chia không chia cho 3 gồm có trường hợp chia chia cho 3 dư 1 và chia cho 3 dư 1 và chia cho 3 dư mấy ạ? Dư 2. Đúng không? Vậy x là những số nào? Vậy x bằng 3 lần k cộng mấy? Cộng 1 với k thuộc tập hợp số tự nhiên. Hoặc x 3 bằng k 3 lần k cộng mấy? Cộng với 2 với bằng với k thuộc tập hợp số tự nhiên. Đúng không các con? Mình còn nêu cả công thức tổng quát luôn của k. Các con nhớ lại bài chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ok. Rồi ạ. Bài này như vậy các con đã hiểu bài 2A chưa ạ? Rồi ạ. Còn ai cần hỏi gì thầy không? Rõ ràng 12 và 15 chia hết cho 3 rồi. Như vậy cái tổng này chia hết cho 3 chỉ phụ thuộc vào mỗi x thôi, đúng không? Muốn A chia hết cho 3 thì x sẽ chia hết cho 3. Còn muốn A không chia hết cho 3 thì x sẽ làm sao ạ? Không chia hết cho 3 thì có hai trường hợp. X có thể là chia cho 3 dư 1 hoặc x chia cho 3 dư mấy ạ? Dư 2. Đúng không? Còn ai cần hỏi gì thầy không ạ? Không ạ. Không ạ. Ok. Các con chữa bài đi xong rồi để phản hồi cho thầy để chúng ta chuyển sang bài tiếp theo ạ. Em xong rồi ạ. Ngoan lắm. Thế còn 2B, bài 2B là tí nữa các con sẽ về nhà làm nhá. Bài 2B là về vâng nhà ạ. Làm. Vâng ạ. Tương tự đúng không? Vâng. Chúng ta lưu ý rằng là nếu mà chia cho không chia cho 2 thì nó chỉ có trường hợp là dư 1 thôi nhá. Không chia cho 2 thì dư 1 thôi là 2 lần k cộng 1. Được chưa? Đấy. Chúng ta đến với phần dạng thứ 3. Và các con cùng hướng đến màn hình nhá, dạng 3 này. Xét tính chia của một tích này rất đơn giản. Cách 1, xét xem có thừa số nào của tích chia hết cho số đó hay không. Nếu tồn tại thì tích đó đã chia hết cho số đó. Cách 2, tính tích của thừa số và xét tích đó có chia hết cho số đó hay không. Thì con nhìn cho thầy phần A này, con thấy này, đúng không? Người cái bài 3A nhé, người ta bảo gì con nhỉ? Người ta bảo thầy trò chúng ta là các tích sau đây có chia cho 7 hay không? Thì 7 chia cho 7 chưa? Chứng tỏ cái tích này có chia cho 7 không? Có, đúng không? Phần B, 2002 xét to quá. Mình thấy số 56 này. Số 56 có chia cho 7 không? Có. Chứng tỏ tích này chia cho 7 xong. Phần C này, 4 không chia cho 7 này. 23 cũng không chia cho 7 này. 16 cũng không chia cho 7 này. Thì tích này có chia cho 7 không? Không ạ. Không. Đấy, xong rồi. 12 không chia hết này. 8 không chia cho 7 này. 721 có chia cho 7 không? 7 chia cho 7 có. Cho 7 là 1 này, 2 cho 7 là 0 có. Này. Chia hết. Chứng tỏ tích này chia hết. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần
lời giải thôi, đúng không? Như vậy mình làm trong một nốt nhạc xong bài là phần A V7 thì làm sao ạ? À, chia hết cho 7, cho nên chúng ta suy ra 7 nhân 2018 sẽ chia hết cho mấy ạ? Cho 7. Vậy 7 nhân 2018 sẽ chia hết cho 7. Xong. Phần B có gì khó không? Vì 56 chia hết cho 7. Từ đó thầy trò chúng ta suy ra 2020 nhân với 56 sẽ phải chia hết cho 7. Và mình kết luận vậy 2020 nhân với 56 sẽ phải chia hết cho mấy ạ? Cho 7. Đúng không? Phần C. Vì 4 không chia cho 7. Chấm phẩy. 23 cũng không chia cho 7. Mười sáu cũng không chia cho 7. Cha có số nào chia cho 7 cả. Cho nên thầy trò chúng ta suy ra cái tích là 4 nhân 23 nhân với 16 sẽ làm sao ạ? Không chia cho 7. Và ta kết luận vậy 4 nhân 23 nhân 16 không chia cho 7. Phần D cũng không làm gì khó thầy trò chúng ta cả. Là 721 đã chia cho 7. Từ đó chúng ta suy ra là 12 nhân 8 nhân 721 sẽ phải chia cho mấy ạ? Cho 7. Cho 7 ạ. Xong, bây giờ kết luận thôi. Vậy 12 nhân 8 nhân 721 sẽ phải chia hết cho 7. Xong. Tí nữa thì áo gửi sau nhá, bài 3B anh em về nhà làm nhá. Vâng ạ. Có bài 4A, 4B hả thầy? Có lại 4B về nhà làm. Nào các con nhìn vào bài 4A xem cái tích này có chích cho 100 không? Ai trả lời thầy? Tích này có chích cho 100 không? Có. Có. Mời bạn Hà Tiến trả lời thầy nào. Em thưa thầy, tích này có chích cho 100 ạ. Con có thể giải thích cho thầy vì sao chết cho 100 không? Em thưa thầy vì... Thì em giải thích cho thầy. Một nhân 2 nhân 3 nhân 4. Tất cả nó sẽ nhân mấy nữa nào? Nhân 5. Thì 5 nhân 2 là mấy? 10. 10 nhóm với 10 nữa thành 100 chưa? Đúng không? Thì như vậy tích này sẽ chiết cho 100 và thầy trò chúng ta sẽ cùng ghi lời giải như sau. Rất đơn giản, một nốt nhạc cũng xong. Chúng ta nhận thấy là vì A bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Chúng ta viết thêm số 5 nhé. Nhân 6 nhân chấm chấm. Nhân đến 10 thì chúng ta sẽ nhóm là 2 nhân 5. Nhân thêm số 10 nữa. Còn lại là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 6 nhân 7 nhân 8 nhân 9. Đúng không con? Thì 2 nhân 5 nhân 10 thì A sẽ bằng bao nhiêu con? 100 nhân 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 6 nhân 7 nhân 8 nhân 9. Thì đương nhiên nó sẽ chia cho bao nhiêu ạ? 100. Vì sao? Vì 100 thì chia hết cho 100. Vậy. Em thầy viết thiếu số 5. Số 5 á? Số 5 thầy nhóm vào con. À, thầy còn viết thừa số 2 đi này. Số 2 đã nhóm nhân 5 rồi. Đúng không? Số 2 đã nhóm nhân với 5 rồi.
Cho nên mình chỉ ghi là 1 x 3 thôi. Phải không con? Chuẩn chưa? Anh em. Vậy. Một nhân hai nhân ba nhân bốn nhân chấm chấm nhân đến 10 phải chia cho 100. Xong. Các con đã hiểu được lời giải chưa ạ? 2 nhân 5 thì là 10, 10 nhân 10 là 100 rồi. Tương tự như vậy thì phần 4B các con về nhà làm nhé. Tôi cho em ghi đã. Đúng rồi, ghi bài. Không được chép bài. Đúng không? Thầy okay, cho chúng ta sẽ đến với dạng số 4 là xét tính chia hết của một tổng các lũy thừa cùng cơ số. Đấy, đây là cái dạng khác nha. Cùng cơ số. Thế thì về phương pháp của nó là để xét một tổng các lũy thừa cùng cơ số có chia hết cho một số hay không thì ta làm như sau. Cách 1, xét mỗi số hạng của tổng có chia cho số đó hay không. Nếu tất cả các số hạng đều chia cho số đó thì tổng cũng chia cho số đó là đương nhiên rồi. Nhưng nếu cách thứ hai, cách 1 không dùng được thì sử dụng phương pháp chia hết tách ghép. Nhớ nha, phương pháp về này đó là tách ghép. Ta làm theo hai bước. Bước 1, tách ghép các số hạng của tổng sao cho mỗi nhóm tồn tại thừa số chiết cho số đó. Bước 2, áp dụng tính chiết trên một tổng hoặc hiệu để xét. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đây là bài 5A. Các con nhìn, đối với bài 5A nhé con, cho A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng cho tới 2 mũ 20 chứng minh rằng A chia cho 2. Thì các con nhìn thấy số 2 có chia cho 2 không? Có ạ. Có ạ. Số 2 có chia cho 2 không? Có ạ. Đúng không? Có. Số 2 mũ 3 cũng chia cho 2 cho đến số 2 mũ 20 cũng chia cho 2. Như vậy tổng này có chia cho 2 không con? Có, đúng không? Chúng ta sẽ đến với phần A. A nhỏ. Vì 2 thì cũng chia hết cho 2. 2 mũ 2 cũng chia hết cho 2. 2 mũ 3 cũng chia hết cho 2. Và chấm chấm vân vân. 2 mũ 20 cũng chia hết cho 2. Từ đó chúng ta suy ra A phải chia hết cho mấy ạ? Cho 2 và mình kết luận. Vậy. A chia hết cho 2. Xong. Nhưng đến với phần B thì lại khác nha các con. Thầy giáo sẽ cho các con chữa bài và suy nghĩ ít phút ạ. Vâng, thầy trò ta sẽ đến với lời giải của phần B như sau. Ta có này. A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm chấm. Cộng 2 mũ 20. Thoạt đầu chúng ta nhận thấy rằng bài toán này sai đề. Bởi vì số 2 làm sao mà chia cho 3 được. Số 2 làm sao mà chia cho 3 được. Thì tổng này sẽ không chia cho 2. Đó là bạn đấy kết luận vội vàng. Bởi vì số 2 không chia cho 3, nhưng nhiều số cộng lại thì chưa chắc, đúng không? Thì chúng ta phải kiểm tra cái tổng này. Và thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là dùng cái tính chất phân phối để làm xuất hiện số 3. Con nhẩm cho thầy nha, chúng ta nháp này. Con nháp cho thầy bên cạnh nha, con nháp này. 2 cộng với 2 mũ 2 liệu có thể xuất hiện được số 3 không? Dạ có ạ. Chúng ta sẽ sử dụng tính chất phân phối là 2 x 1 cộng với 2 x 2 thì bằng 2 x 1 cộng 2 và bằng 2 x 3. Như vậy đã có số 3 chưa? Tiếp theo là ví dụ như là 2 mũ 3 đi.
cộng với 2 mũ 4 thì chúng ta có tính chất phân phối là bằng 2 mũ 3 nhân 1 cộng 2 mũ 3 nhân 2 thì chúng ta có 2 mũ 3 nhân mở ngoặc 1 cộng 2 là bằng 3 rồi. Wow. Như vậy là thầy trò chúng ta nhận thấy rằng ở đây khi mình làm đánh áp, chúng ta nhận thấy rằng là mỗi một cặp nhóm lại sẽ xuất hiện được tính chất phân phối và chúng ta sẽ làm xuất hiện ở số mấy ạ? Số 3. Mà nếu làm xuất hiện ở số 3 thì nó sẽ chiết cho 3 không? Và như vậy là chúng ta sẽ đến với cái phần lời giải như sau, đúng không? Chúng ta sẽ nhóm từng cặp một. A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 19 với cả 2 mũ 20. Và các con đếm xem là nếu chúng ta nhóm từng cặp đôi như này có thừa thiếu số nào không? Từ 2 mũ 1 cho tới 2 mũ 20 là có 20 số hạng. Và mỗi một nhóm là chúng ta nhóm 2 số như vậy vừa hay đủ chưa? Như là vừa thừa thừa số không? 5. Ừ, sao đây thừa tự sai? Đang bài này thừa số 5. Thừa. Có thừa không? Không thừa ạ. Từ 2 mũ 1 cho tới 2 mũ 20 là 20 số. 20 số hạng mà mỗi một nhóm chúng ta nhóm 2 số như vậy vừa hay đủ 10 nhóm chưa? Không thừa không thiếu, đúng không? Rồi. Và thầy trò chúng ta sẽ sử dụng tính chất phân phối như sau. Suy ra A bằng 2 nhân 1 này. Đó. Cộng với 2 nhân 2 này. Cộng. Mình dùng số mũ nhỏ nhất nha. Là 2 mũ 3 nhân 1 này. Cộng với 2 mũ 3 nhân 2 này. Cộng chấm 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 này. Cộng này. 2 mũ 19 nhân 1 này. Cộng với 2 mũ 19 nhân 2 này. Các con thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã làm được xuất hiện được những cái tính chất phân phối chính là cái màu vàng mà thầy đã đang tô cho các con nhìn. Và chúng ta tiếp tục suy ra thì nhé, là A sẽ bằng 2 nhân 1 cộng 2 này. Cộng với 2 mũ 3 nhân 1 cộng 2 này. Cộng chấm chấm này. Cộng 2 mũ 19 nhân 1 cộng 2 này. Rồi. Đó. Và chúng ta nhận thấy là đây, số 2, 2 mũ 3, 2 mũ 19, đúng không? Tiếp tục chúng ta sẽ thu gọn lại. A sẽ bằng 2 nhân 3 này. Cộng 2 mũ 3 nhân 3 này. Cộng chấm chấm này. Cộng 2 mũ 19 nhân 3 này. Wow! Các con nhìn thấy nó có toàn số 3 chưa? Toàn số 3 chưa? Đẹp quá rồi anh em à. Đúng không? Lại sử dụng tính chất phân phối một lần nữa. Chúng ta có A bằng này. 2 cộng 2 mũ 3 này. Cộng chấm chấm này. 1. Nếu mà số mũ của nó là 1. Chúng ta nhìn được ngay 1, 3 chắc chắn là 5. Nhưng mà mình không ghi nữa. Mình ghi vân vân. 2 mũ 1, 2 mũ 3 và 2 mũ 5 không? Cộng đến 2 mũ 10 mấy ạ? 19 và nhân với 3 này. Đóng ngoặc rồi. Ô. Thế thì tới giờ phút này là chúng ta đã nhìn thấy rằng là nó đã chiết cho 3 chưa? Vì 3 thì chiết cho 3 và cái tổng là 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 19 nó là một số tự nhiên. Rất to. Nhưng chúng ta không tính nữa. Từ đó thầy trò chúng ta sẽ suy ra A sẽ phải chia hết cho mấy ạ? Cho 3. Và mình kết luận vậy. Điều phải chứng minh nhá, đường phố có mưa nhá. Vậy A chia hết cho 3 mở ngoặc. Đường phố có ma. Thế sao lại được dịch vui ấy con. Điều phải chứng minh, người ta phải chứng minh không?
thì mình dịch vui là điều phải chứng minh này, đường phố có ma, đập phải con muỗi này, đậu phụ chấm mắm này, ok chưa? À, chúng ta sẽ đến với cái đích cuối cùng là trong phần C, chứng minh rằng A chia hết cho 15. Thì chúng ta sẽ nháp có hai giải pháp. Nháp nha. Vì A chia hết cho 5 rồi. A chia hết cho 3 rồi. Bây giờ mình chỉ cần có được là A chia hết cho 5 là xong luôn. Thì bây giờ mình viết lại A ra. Ta có A là bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 20. Rồi. Liệu có làm xuất hiện ở số 5 không? Nếu chúng ta làm xuất hiện là chiết cho 5 thì nó vừa chiết cho 3 và 5 thì sẽ chiết cho 15 đúng không? Đương nhiên là chúng ta nhóm 2 cộng với 2 mũ 2 thì nó giống ở trên rồi, nó sẽ xuất hiện số 3 không được rồi. À, thì mình nghĩ ra một giải pháp. Nhóm số hạng thứ nhất với thứ ba. Đúng không? Ví dụ là 2 cộng với 2 mũ 3 đi. Thì chúng ta cũng có tính chất phân phối không? 2 nhân 1 nhá. Cộng với 2 nhân 2 mũ 2. Và chúng ta sẽ viết là 2 nhân 1 cộng với 2 mũ 2. 2 mũ 2 là 4 không? Cộng 1 là mấy ạ? Là 5. Ô, thử xem số khác nào. Nhóm chẵn về chẵn lẻ với lẻ đúng không? 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 4 xem nào. Sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 1. 2 mũ 3 mà. Con ơi, 2 mũ 3 cho tách ra là thành 2 nhân 2 mũ 2 làm gì con? Đang tiếp tục tách số chẵn nha, là thành 2 mũ 2 nhân 2 mũ 2. Rồi, chúng ta lại có tính chất phân phối chưa con? 2 mũ 2 nhân 1 cộng với 2 mũ 2 thì bằng 2 mũ 2 nhân ở trong này là mấy ạ? À? Là 5. Ô, xuất hiện số 5 rồi anh em ạ. À. Được không? Được quá luôn. À, như vậy là chúng ta sẽ nhóm các cái hạng tử đúng không? Nó lệch nhau. 1 với 3, 2 với 4 tương tự vân vân. Và mỗi một nhóm cũng có 2, như vậy ở đây có 20 số là vừa hay đủ. Như vậy chúng ta sẽ nhóm để làm xuất hiện số 5. A bằng 2 cộng 2 mũ 3. Đấy, 2 mũ 1 cộng 2 mũ 3 không? Nhóm tiếp 2 mũ 4 cộng với 2 mũ 2 mũ 2 chứ nhỉ. Yeah. 2 mũ 2 cộng với 2 mũ mấy ạ? Mũ 4 rồi. Đương nhiên thì tương tự là sẽ là 2 mũ 5 với 2 mũ 7 thôi, đúng không? À, thầy giáo sẽ viết thêm một cái tổng nữa cho các con nhìn nó sáng nhé. 2 mũ 5 cộng với 2 mũ mấy ạ? 2 mũ 7. Nó lệch nhau hai đơn vị rồi, cộng chấm chấm. Và cuối cùng đến 20 sẽ là phải là 2 mũ 18 cộng với 2 mũ bao nhiêu? 20. Mỗi một nhóm của chúng ta có 2 hạng tử. Trong khi đó cái tổng này vừa hay có 20 số hạng chưa? Như vậy vừa hay đủ chưa? Và chúng ta áp dụng tính chất phân phối như sau. Ta sẽ suy ra A bằng 2 nhân 1 cộng 2 nhân 2 mũ 2 cộng 2 mũ 2 nhân 1 cộng 2 mũ 2 nhân 2 mũ 2 cộng 2 mũ 5 nhân 1 cộng với 2 mũ 5 nhân 2 mũ 2 cộng chấm chấm. Và bây giờ thầy giáo sẽ xóa cái phần nháp đi đúng không? Tiếp tục ạ. Cộng với 2 mũ 18 nhân 1 cộng 2 mũ 18 nhân 2 mũ 2. Và tới đây đã xuất hiện được tính chất phân phối chưa? Và chúng ta sẽ viết ra tiếp, suy ra A bằng bằng gì ạ? 2 nhân 1 cộng 2 mũ 2
cộng 2 mũ 2 nhân 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 5 nhân 1 cộng 2 mũ 2 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 18 nhân 1 cộng 2 mũ 2. Rõ ràng đã xuất hiện chất phân phối một cách rõ ràng màu vàng. Và chúng ta thu gọn ở bên trong ngoặc chúng ta sẽ có A bằng 2 nhân 5 cộng 2 mũ 2 cụ nhân với 5 cộng 2 mũ 5 cụ nhân với 5 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 18 cụ nhân với 5. Và chúng ta lại thấy có số 5 giống nhau nữa, lại xuất hiện tính chất phân phối. Và thầy trò ta tiếp tục suy ra A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 5 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 18 nhân mấy ạ? Nhân 5. Thế thì nó đã chiết cho 5 chưa con? Quá là chiết cho 5 chưa? Chúng ta sẽ giải thích tiếp là vì 5 chia hết cho 5 và tổng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 5 cộng cho tới 2 mũ 18 là một số tự nhiên. Rất to nhưng mình không giải, mình không phải cần phải tính. Từ đó chúng ta suy ra A chia hết cho 5. Mà A cũng lại chia hết cho 3. Mở ngoặc theo. Chứng minh phần B đúng không? Và 3 và 5 chỉ cùng chia cho số mấy ạ? Số 1. Do đó A phải chia hết cho mười mấy ạ? 15. Và thầy trò ta kết luận vậy A chia cho 15. A chia hết cho 15. Mở ngoặc. Đường phố có mưa. Các con chữa bài vào. Bạn nào chữa xong hoặc đói thì có thể ra ăn cơm đi ạ. Bởi vì phần 5B thầy giáo sẽ gửi về bài tập về nhà tiết cho các con nhé. Thầy giáo sẽ gửi lên trên nhóm nhé. Em chào thầy. Ừ, chào con. Em chào thầy. Thầy ơi. Ơi. Bao giờ mới đi học đi thầy? Bao giờ đi học á? Cái này phải đợi hướng dẫn của bên sở giáo dục con nhé.